Theo đó, lễ trao giải thưởng ẩm thực thế giới lần thứ 3 vừa diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Việt Nam đã vượt qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan để trở thành điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2022. Giải thưởng ẩm thực thế giới World Culinary Awards ra đời nhằm tôn vinh và khen thưởng sự xuất sắc trong ngành ẩm thực thông qua lễ trao giải hàng năm. World Culinary Awards là giải thưởng nằm trong hệ thống giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards.